Bỏ quên chảo mỡ gây cháy nhà, người phụ nữ khiến cả khu tập thể náo loạn. Theo thống kê mới nhất cho hay, bất cẩn trong nấu nướng là nguyên nhân gây ra khoảng 48% số vụ cháy ở các khu dân cư. Cũng liên quan đến vấn đề này, mới đây nhất tại tầng 3 nhà A4 khu tập thể Cơ khí Thanh Xuân Hà Nội, một người phụ nữ đã bỏ quên chảo mỡ đang dán sở gây cháy nhà, khiến người dân tại đây được một phen toán loạn. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 17 tháng 6, nhiều người phát hiện ra khói đen kèm theo mùi khét bốc ra từ một căn hộ trên tầng 3 nhà A4 và nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả khu tập thể. Ngay lập tức, người dân đã truy hô nhau bỏ chạy và báo cho lực lượng chức năng. Rất nhanh sau đó, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động công an quận Thanh Xuân xuất 2 xe cứu hỏa tới hiện trường. Nhận định đám cháy có thể cháy lan sang các căn hộ kế bên, công an thành phố tiếp tục điều động đội phòng cháy chữa cháy khu vực 2 và gọi chi viện từ trường đại học phòng cháy chữa cháy điều 6 xe cứu hỏa tới hiện trường. Đến gần 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và rất may là không lan sang các khu hộ xung quanh. Cũng như có thiệt hại về người. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, nguyên nhân ban đầu là do chủ nhà sơ suất khi đun nấu gây cháy và lan rộng ra căn bếp. Khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa phối hợp với công an quận đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy. Hiện tại đơn vị vẫn đang tiếp tục kiểm tra hiện trường và khắc phục hậu quả do đám cháy gây ra. Sự việc trên đây cũng chính là bài học nhắc nhở đến mỗi chúng ta cần cẩn thận hơn và luôn chú ý trong quá trình nấu nướng để tránh xảy ra những tình huống không đáng có. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!